top các cầu thủ ngoài 35 tuổi ghi điểm nhiều nhất tại NBA. Thời gian không đợi một ai, không ai trẻ mãi và không ai giữ được phong độ đỉnh cao mãi mãi, đặc biệt là trong thể thao, nơi thời gian là nỗi lo lớn nhất đối với một cầu thủ. Tuổi cao, dễ chấn thương, mất phong độ và khó thích nghi với tốc độ trận đấu là những gì mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp lo lắng khi sự nghiệp bước sang giai đoạn xế chiều. Trước đây, các vận động viên thể thao thường không thể duy trì thể trạng tốt sau độ tuổi 30. Tuy nhiên, với những đầu tư trong việc chăm sóc thể trạng cho cầu thủ, nhiều vận động viên có thể thi đấu ở độ tuổi cao hơn. Trong bóng đá, có thể thấy Ronaldo hay Ibrahimovic vẫn thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi 40. Hay trong tennis, Djokovic ở tuổi 37 vẫn góp mặt trong các trận chung kết danh giá. Trong bóng rổ cũng vậy, có không ít những cái tên ngoài 35 tuổi đã và đang làm mưa làm gió tại NBA. Sau đây là top 5 các cầu thủ ngoài 35 tuổi ghi trung bình nhiều điểm số nhất tại NBA từ trước đến nay. Top 5, Karl Malone, 22 điểm mỗi trận trong 415 game. Trong 19 năm sự nghiệp tại NBA từ năm 1985 đến năm 2004, Karl Malone dành 18 năm đầu tiên cống hiến cho Utah Jazz trước khi giải nghệ trong màu áo của Los Angeles Lakers. Suốt quãng thời gian chơi bóng, cầu thủ sinh năm 1963 được coi là một trong những cái tên xuất sắc nhất tại giải đấu và là đối thủ truyền kiếp của Michael Jordan. Những con số không biết nói dối, Karl Malone có 14 lần lọt vào đội hình All-Star, 2 lần nhận danh hiệu MVP All-Star, 2 danh hiệu MVP toàn mùa. Đó chỉ là những thống kê ấn tượng nhất trong bảng thành tích đồ sộ của ngôi sao này. Trong toàn bộ sự nghiệp gần 20 năm của mình, Karl Malone đã ghi tổng cộng 36.928 điểm, xếp thứ 3 trong top những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trong lịch sử NBA. Trong những năm tháng cuối của sự nghiệp, ông vẫn giữ được phong độ ổn định. Theo các con số thống kê, Karl Malone có trung bình 22 điểm sau 415 trận đấu ngoài độ tuổi 35. Cầu thủ này giữ cho mình hiệu suất xấp xỉ 50% mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Với những đóng góp không biết mệt mỏi trên sân, Karl Malone đã được Utah Jazz treo áo số 32 như một lời tri ân với ngôi sao trung thành của đội bóng. Top 4, Michael Jordan, 22,5 điểm mỗi trận, 171 game. Một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, Michael Jordan là người đã mang lại sự phổ biến rộng khắp cho NBA trên toàn thế giới trong những thập niên 80 và 90. Những ai yêu thích bóng rổ đều không thể không biết về Michael Jordan, người được mệnh danh là GOAT trong làng bóng rổ. Jordan sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963 tại New York, Mỹ, là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ đã giành được vô số giải thưởng và danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Ông là hình mẫu cho sự cống hiến và tài năng, trở thành một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, Michael Jordan đã giành được 6 chức vô địch NBA cùng với Chicago Bulls, đồng thời được vinh danh MVP ở giải đấu 5 lần. Ông cũng 2 lần giành huy chương vàng Olympic, một lần với đội tuyển bóng rổ Nam vào năm 1984, sau đó là với Dream Team vào năm 1992. Danh sách các giải thưởng và thành tựu của Jordan còn dài, bao gồm 14 lần tham dự NBA All-Star, 10 danh hiệu ghi điểm hàng đầu của NBA. Sự nghiệp sau độ tuổi 35 của Jordan cũng là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất trong lịch sử của bóng rổ. Ngày 14 tháng 6 năm 1998, Michael Jordan tung ra một trong những cú ném clutch nhất lịch sử. Đối đầu với Utah Jazz tại NBA Final, Jordan đã ghi 43 điểm trước khi loại bỏ Byron Russo rồi ném thành công từ cự ly trung bình, mang về chiến thắng và ngôi vô địch thứ 6 trong vòng 8 năm cho Chicago Bulls. Năm 1999, sau khi giành danh hiệu Final MVP thứ 6 trong sự nghiệp và lên ngôi vô địch 6 lần, Michael Jordan tuyên bố giã từ sự nghiệp vì đã quá mệt mỏi về tinh thần khi thi đấu. Tuy nhiên, vào năm 2001, Michael Jordan trở lại với bóng rổ. Lần này, ông khoác áo Washington Wizards ở độ tuổi 39. Quyết tâm không để tuổi tác ảnh hưởng đến bản thân, Jordan ghi trung bình 22,9 điểm mỗi trận trong 60 lần ra sân trong mùa đầu tiên tái xuất. Trung bình sau độ tuổi 35, Michael Jordan đã thi đấu tổng cộng 171 trận đấu đỉnh cao, ghi trung bình 22,5 điểm mỗi trận trước khi giải nghệ vào năm 2003 trong màu áo của Washington Wizards. Top 3, Stephen Curry, 26,8 điểm mỗi trận, 87 game. Stephen Curry sinh ngày 14 tháng 3 năm 1988, là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ chơi cho Golden State Warriors tại NBA. Anh chơi vị trí hậu vệ dẫn bóng và được biết đến là một trong những hậu vệ dẫn bóng xuất sắc nhất mọi thời đại.
nhiều chuyên gia và cầu thủ đã coi anh là tay ném vĩ đại nhất trong lịch sử của NBA. Curry cũng được coi là người đã cách mạng hóa lối chơi bóng rổ bằng cách truyền cảm hứng cho chiến thuật sử dụng các cú ném 3 điểm nhiều hơn. Curry có 7 lần tham dự NBA All-Star, 2 lần nhận danh hiệu MVP và 4 lần giành chức vô địch NBA cùng với Warrior. Tại NBA, Stephen Curry ở độ tuổi 35 là ngôi sao chủ chốt của giải đấu nói chung và của Golden State Warrior nói riêng. Cầu thủ này luôn là trung tâm trong lối chơi của đội bóng. Mới chỉ thi đấu 87 trận sau tuổi 35, nhưng Curry vẫn thể hiện đẳng cấp của một xạ thủ hàng đầu trong lịch sử, với trung bình 26,8 điểm mỗi trận và tỷ lệ field goal ném 3 điểm lên đến 40%. Curry đạt chỉ số này với trung bình gần 5 quả 3 điểm mỗi trận, quả là một con số quá khủng khiếp. Trong trận đấu giữa Golden State Warriors và Atlanta Hawks ở mùa giải trước, Stephen Curry tiếp tục có một trận đấu để đời khi ghi được 60 điểm, thành tích cao nhất mùa giải này và cao thứ nhì trong sự nghiệp của anh. Curry trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử NBA ghi được hơn 60 điểm ở độ tuổi 35 trở lên sau cố huyền thoại Kobe Bryant. Top 2, Kevin Durant, 27,1 điểm mỗi trận, 75 game. Kevin Durant là một trong những cầu thủ ghi điểm hàng đầu và linh hoạt nhất trong lịch sử NBA. Durant đã giành được nhiều thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của mình, bao gồm 2 chức vô địch NBA và 2 danh hiệu NBA Final MVP. Anh đạt được nó cùng với Golden State Warriors vào các năm 2017 và 2018. Anh cũng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất NBA vào năm 2014. Durant đã được chọn vào đội hình All-Star 13 lần, giành danh hiệu NBA Scoring Champion 4 lần và được chọn vào các đội hình All-NBA nhiều lần. Bên cạnh những thành tích ở NBA, Durant còn có 3 huy chương vàng Olympic và 1 huy chương vàng FIBA World Cup. Với khả năng ghi điểm xuất sắc và kỹ năng chơi bóng đa dạng, Kevin Durant đã trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất và được ngưỡng mộ nhất trong thế hệ của mình. Bước vào tuổi 35 vào tháng 9 năm 2023, Kevin Durant đã có 75 trận đấu với trung bình ghi được 27,1 điểm mỗi trận. Durant cũng là một trong những cầu thủ còn thi đấu có khả năng phá thêm kỷ lục về điểm số tại NBA khi anh đã ghi được tổng cộng gần 29.000 điểm và xếp thứ 8 trong số các cầu thủ ghi điểm nhiều nhất tại NBA. Tỷ lệ ném thành công trung bình của Durant ở mùa giải vừa rồi là 52,3%, cho thấy anh vẫn là một cây ghi điểm hàng đầu tại giải đấu này. Kevin Durant vẫn sẽ chính là ngôi sao chủ chốt của Phoenix Suns cùng với Devin Booker trong mùa giải tới để tìm chiếc nhẫn tiếp theo trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Top 1, LeBron James, 27,2 điểm mỗi trận, 262 game. Vị trí top 1 thuộc về LeBron James, cầu thủ này là hiện thân của sự bền bỉ và sức mạnh vượt thời gian. Ở tuổi 39, LeBron James là cầu thủ đầu tiên ghi được trên 40.000 điểm tại NBA. Theo nhà báo Darius Soriano, để ghi được 40.000 điểm, một cầu thủ cần phải thi đấu khoảng 20 mùa giải, đủ 82 trận và có trung bình 24,4 điểm mỗi trận. Chưa ai trong lịch sử duy trì được chuỗi thành tích đó khi đòi hỏi sự ổn định trong thời gian rất dài và không nghỉ thi đấu quá nhiều. Tất nhiên, cầu thủ nào làm được điều đó chắc chắn phải là ngôi sao, thậm chí là ngôi sao số 1 ở đội bóng của mình khoác áo. LeBron James đã vượt xa những con số này. Những gì mà LeBron đã làm được trong toàn bộ sự nghiệp của mình chắc không cần phải kể lại quá nhiều, bởi ai cũng từng nghe tới thanh danh của anh. Trung bình ở độ tuổi ngoài 35, khi mà hầu hết các cầu thủ đã nghỉ hưu hoặc trôi dạt sang một giải đấu nào đó vì tụt phong độ, thì LeBron James vẫn giữ cho mình được những năm tháng đỉnh cao với trung bình là 27,2 điểm sau 262 trận. Anh vẫn đang là ngôi sao số 1 tại Lakers và ở kỳ Olympic Paris năm nay, anh sẽ dẫn đầu đoàn thể thao của Mỹ cùng dàn siêu sao tại NBA tìm đến chiếc huy chương vàng tiếp theo cho quê hương của mình.